Mẹ, mẹ vô đây live stream với con đi. Mọi người ơi, đây là mẹ chồng của mình, là mọi người à, mẹ chồng của mình thương mình lắm đó mọi người ha. Mẹ, mẹ chào mọi người đi mẹ. Đi, mẹ, gì mẹ hung con miếng đi mẹ. Hung con miếng. Chào chào cho mày. Đây, khỏi thối. Đó mọi người thấy chưa? Hả, mình là mình chỉ xài tiền lớn thôi. Mình không cần người ta thối lại luôn. Tại người ta thối lại tiền lẻ mình cũng không có dùng đâu. Tính ra là mày là 4 ngày ao là có 100 ngàn. Mà mày đưa 500 ngàn về mày kêu khỏi thối. Thôi tao thối nè. Thôi là kêu khỏi thối mà chồng tao nhiều tiền lắm cho nên là khỏi lo. Thôi mà cầm đi. Nè, tiền đó là tiền của con trai mẹ mà. Con suốt ngày ở nhà chỉ có quay clip và nhảy nhót không à. Lại còn phung phí tiền bạc nữa. Mẹ, mẹ nói gì kỳ cục vậy? Lỗi nhưng mà con tắt live stream thì không kịp người ta nghe hết. Mẹ không thấy kỳ hả? Mẹ làm gì mẹ không thấy bẻ mặt con hả? Làm vậy mà còn biết xấu hổ nữa hả? Con ăn nói vậy với mẹ chồng con mà con không biết xấu hổ hả? Tôi là mẹ chồng của cô đó nha. Con nói vậy con làm gì con nạt mẹ? Con xinh đẹp đương nhiên là con có quyền được hưởng tiền. Rồi chồng con phải nuôi con, phải cung phụng con chứ. Tại vì... Dạ thôi con gửi tiền thối ha, 400 ha. Tao nói khỏi. Thôi cầm đi. Dạ, con về cô ơi. Tao về à? Đó, mẹ thấy mày làm vậy coi có bẻ mặt con không? Còn cái tiền lẻ này mày thích thì mày xài đi, con không có xài tiền lẻ. Qua cái cô này. Mày, bà mẹ chồng tao suốt ngày cứ lôi cái chuyện ra gì nói tao hổng môn đăng hộ đối. Rồi nói tao là mình qua di động không biết làm việc nhà nữa. Chứ mày nghĩ tay chân tao gì sao làm? Thôi bớt than lại, tôi có một cái cách này giúp cho bạn nè. Cách gì vậy? Mày á phải ly hôn với thằng chồng của mày đi. Xong cái biết không? Mày hốt bên chồng của mày một mớ. Mày cho nó hiểu được cái cảm giác là khi mà hả thiếu mày thì cuộc sống nó sẽ khó khăn như thế nào. Xong rồi cái hả, nó nhớ mày, nó đòi quay lại với mày. Mày đồng ý quay lại với nó. Là cái lúc đó mày vừa có tiền bên chồng mày mà mày vừa được thằng chồng mày nữa. Thấy không? Lúc đó là môn đăng hộ đối rồi. Ok nha. Trời ơi, hay không? Cảm ơn. Vô. Bây giờ nói chung là tôi không muốn sống trong cái nhà này nữa. Cũng không muốn làm vợ anh luôn. Anh không có thương tôi. Ai mà không thương em? Em nói gì vậy? Tiền anh đưa cho em hết rồi. Em muốn xài cái gì em xài, em muốn làm cái gì em làm. Còn em sống chung mẹ anh nè. Mẹ anh làm việc nhà cho em luôn rồi. Bây giờ em kêu là anh bỏ mẹ, anh chọn vợ, làm chuyện đó không được đâu. Nhưng mà tôi muốn anh tập trung 100% vào tôi đi nè. Ngoài cái việc mà anh hả đưa tiền rồi chu cấp tiền cho tôi xài thì anh còn phải quan tâm đến cảm xúc của tôi nữa. Đó, thấy chồng người ta không? Chồng người ta suốt ngày quay top top rồi đăng lên với vợ người ta trong đây nè. Mà chưa hết, đáng lẽ anh còn phải bảo vệ tôi khỏi mẹ anh nữa đó. Trời đất ơi, như vậy là mày làm má anh Phương luôn đi. Mày làm vợ nó làm chi? Đó, anh thấy chưa, tôi mới nói con xíu mà thái độ của mẹ anh vậy đó. Trâm, thôi đi. Không ai móc mỉa gì em hết đó. Em bớt nhạy cảm lại giùm anh cái. Nè, tôi không có nhạy cảm nha. Anh nói vậy rồi thì hả, chắc tôi không sống được trong gia đình này nữa đâu. Cho nên là ly hôn đi. Ừ, ly hôn đi. Đó. Cô không nghe rõ hả? Ly hôn đi. Và cô á, biến khỏi căn nhà tôi. Biến. Đi luôn. Cứu tao đi. Cứu gì nữa? Tao với anh Phương ly hôn à. Ủa, mà sao? Mày thân với anh Phương, mày ráng nói vô giúp tao được không? Biết đâu anh suy nghĩ lại. Ôi, tao với anh Phương là bạn thân thôi. Chứ còn mấy vụ chuyện gia đình tao đâu có biết đâu mà năn nỉ gì. Nhưng mà tao là người chủ động ly hôn. Gì kỳ vậy? Thôi mày đi về đi. Tao là không có tiếp mấy đứa mà ăn ở không riết rồi xong rồi quậy gia đình vậy đâu. Thôi mày đi về đi. Không có phải, nghe tao nói hết nè, chuyện là vậy nè. Mày á phải ly hôn với thằng chồng của mày đi. Xong cái biết không? Mày hốt bên chồng của mày một mớ. Mày cho nó hiểu được cái cảm giác là khi mà hả thiếu mày thì cuộc sống nó sẽ khó khăn như thế nào. Trời ơi, cái đó là tối kiến chứ sáng kiến cái gì? Bộ mày không phân biệt được là cái nào mà bạn xấu mà tự nhiên mình nghe theo. Tao không có nghĩ là thành chia tay thiệt mãi mãi hoài hoài vậy luôn. Mày cứu tao nghe. Thì bây giờ dù giàu hay nghèo, mình là con gái, mình làm vợ, mình cũng phải biết là nấu ăn này nọ chứ. Mình phải biết là rau này là rau tên gì đó. Để mà mày nấu ăn cho chồng mày, nấu ăn cho mẹ chồng mày, hiểu không? Cái lúc đó tao năn nỉ con Phương phụ mày. Gì tao biết rồi, tao sẽ cố gắng tao học. Mày giúp tao.
sao vậy? Kể thiệt. Ủa mẹ, cơm mẹ nấu à? Mày nói gì vậy? Tao nghĩ mày từ sáng tới giờ làm sao nấu được vậy? Dạ con mời mẹ mời anh ăn cơm. Cô ở đây làm gì nữa? Tại vì em thấy cái chuyện bữa hổm em làm không phải, nên là em có nấu bữa cơm để mời anh với mẹ ăn rồi bớt giận bỏ qua cho em. Tôi không cần cô phải sống như ô xin, tôi chỉ cần cô biết nghĩ cho thằng Phương thôi. Đó, được bữa à, mai cũng y chang vậy à. Dạ mẹ với anh ơi, thôi giờ cơm canh rồi em cũng lỡ nấu xong hết trơn rồi, mẹ với anh ngồi xuống ăn miếng cho con vui hay mẹ. Hay mẹ đây. Dạ. Ủa tay con sao đỏ dữ vậy nè, rồi con băng tùm lum giải phẩm hả? Dạ tại con học nấu ăn á mà con nấu cũng chưa rành lắm, cho nên là con bị đứt tay với bị phỏng nè. Từ một đứa giọt nước cũng không đụng vô nữa mà bây giờ vì con hy sinh mà thay đổi vậy nè, cũng lớn lắm rồi đó, phải biết trân trọng nha con. Dạ thôi mẹ ăn cơm đi. Cô nữa, bước qua đây rửa tay coi. Anh với mẹ chịu tha lỗi cho con à. Ăn cơm xíu tôi phụ dọn cho, rồi chút nữa quay tấp tấp. Dạ con mời anh, con mời mẹ ăn cơm. Mình đi ngồi nè. Đâu ăn thử miếng coi nè. Được không mẹ? Nhìn thì nó ngon thiệt, nhưng mà cái này là hơi bị nhiều muối á con. Dạ chắc tại con nấu chưa quen. Thôi lần sau con rút kinh nghiệm con nấu lại. Mẹ ăn canh đi, con đảm bảo là ngon luôn. Trời ơi. Mới tới cơ cái mẹ.